Hai, chị xin giáo cả anh chị các bạn. Video này chị chia sẻ với anh chị bạn cái cách xuất hóa đơn xăng dầu từng lần bán trên cái máy bot với cái hóa đơn điện tử Viettel nha anh chị bạn. Thì từ đầu anh chị bạn sẽ đăng nhập vào cái app S-Invoice này. Anh chị bạn sẽ đăng nhập bằng cái tài khoản mà Viettel cung cấp cho anh chị bạn khi mà anh chị bạn đăng ký sử dụng này. Thì sau khi mà đăng nhập xong rồi ấy, thì anh chị bạn sẽ thực hiện là tạo những cái loại xăng, loại dầu của mình nhé. Thì chị có làm một cái video chia sẻ rất chi tiết rồi. Anh chị bạn sẽ vào cái phần mà ấn vào cái phần phát hành ở đây, anh chị bạn tạo mới template này này và anh chị bạn sẽ nhập những cái thông tin xăng dầu của mình nhé. Anh chị bạn nào mà mình chưa xem thì mình có thể quay lại kênh YouTube của Trực để mình tìm kiếm cái video này nha. Thì ở đây Trực đã xem đã tạo mới hai loại xăng là 92 và 95 rồi. Thì ở cái màn hình phát hành ở đây nó mới có một cái loại xăng 95 này thôi. Nên anh chị bạn mà mình chưa có xăng 92 ấy, thì mình sẽ ấn vào nút thêm mới ở đây này. Sau đó mình sẽ chọn cái loại xăng 92 nhá. Đấy, mình tạo bao nhiêu cái loại hóa đơn thì bên này nó hiển thị hết. Ví dụ như anh chị bạn là có dầu nữa ấy, thì anh chị bạn sẽ thực hiện là ấn vào cái thêm mới và nó sẽ có thêm mới cái loại dầu nữa để chị bạn thêm mới nhá. Từ đây Trực đã thêm mới được hai loại, một là loại xăng 95 này, hai là cái loại xăng 92 này nha anh chị bạn. Sau khi mà anh chị bạn có đầy đủ các loại xăng, loại dầu của mình ở trên cái màn hình phát hành này rồi thì anh chị bạn sẽ thực hiện là thao tác là xuất hóa đơn nhá. Ở đây Trực ví dụ nhỉ, khách hàng vào đổ 25.000 tiền xăng 95 thì anh chị bạn sẽ thử đi, đầu tiên anh chị bạn sẽ tích vào loại xăng 95 này trước này. Khách hàng đổ 25.000 thì anh chị bạn gõ 25, ở đây anh chị bạn có thể là 123300 này. Hoặc là ví dụ như anh chị bạn là có 25 và anh chị bạn ấn vào B, ấn vào 300 này thì hiển thị 25.000 đó. Ngoài ra ở đây nó sẽ có cái phím tắt này, thì anh chị bạn có thể là xem này, ở đây nó sẽ có từ P1 đến P9 tương ứng từ 10.000 đến 90.000. Thì ví dụ như khách đổ là 30.000 thì anh chị ấn P3, khách đổ 70.000 thì anh chị bạn ấn P7. Đấy, cái này nó cũng tương tự như cái phím ở cây xăng thôi khi mà anh chị đi đổ ấy. Ngoài ra đây anh chị bạn có thể nhìn này, số lượng ở đây là số lượng lít này. Ví dụ như khách hàng không đổ theo tiền mà khách hàng đổ theo lít. Ví dụ như khách hàng đổ 50 lít thì anh chị bạn để cái con chuột vào số lượng này. Anh chị bạn gõ 50 lít này, đấy thì hiển thị là số tiền này. Ví dụ như khách hàng đổ bao nhiêu lít thì mình nhập vào đây, xong mình ấn OK đây. Thì sau khi mà anh chị bạn nhập xăng 95 rồi, OK rồi, thì anh chị bạn sẽ thực hiện là phát hành. Đấy là đối với khách lẻ nhé. Còn ví dụ như khách hàng công ty ấy, người ta muốn lấy hóa đơn ấy, thì anh chị bạn nhìn này, ở cái loại xăng 95 này mình phải nhập cái thông tin mã số thuế, tên công ty với lại địa chỉ của cái họ đã. Thì anh chị bạn sẽ ấn vào cái mũi tên nha, loại xăng 95 nó có mũi tên xéo này, anh chị bạn ấn vào đây. Ấn vào đây thì nó hiển thị cho anh chị bạn, kéo xuống dưới một chút ở đây. Thì ở đây nó sẽ có cái thông tin người mua này. Thì khi mà anh chị bạn thêm mới cái thông tin người mua này vào cái hệ thống hóa đơn rồi ấy, thì anh chị bạn nhập cái mã số thuế của họ ở đây thì nó hiển thị thông tin và anh chị bạn tích vô thôi. Còn ví dụ anh chị bạn là cái khách hàng này nó mới, khách hàng này chưa có hiển thị ở trong cái phần mà hệ thống hóa đơn điện tử của mình ấy, thì mình phải nhập tay vào nhá. Còn nếu mà anh chị bạn mà cũng muốn là gõ mã số thuế nó ra thông tin luôn ấy, thì anh chị bạn sẽ quay về cái hệ thống hóa đơn điện tử của Viettel nha, anh chị bạn sẽ thêm mới khách hàng vào trước. Ở đây Trực ví dụ này, cái mã số thuế ở đây Trực sẽ gõ cái mã số, một cái mã số thuế mà Trực đã thêm vào nhá. Đó, thì khi mà anh chị bạn gõ mã số thuế xong ấy thì nó hiển thị lên cái thông tin của cái công ty này rồi, anh chị bạn chỉ cần tích vô vào như này này. Đấy, thế là OK, là mình sẽ có là tên, đơn vị, mã số thuế và địa chỉ. Thì anh chị bạn báo khách hàng xem lại một chút nhá. Xuất với hóa đơn khách lẻ cho nó nhanh lắm, mà xuất với công ty thì mình phải thêm một cái thao tác như này. Đấy, sau khi mà thấy OK rồi, dữ liệu OK hết rồi, thì anh chị bạn nhìn ở đây sẽ có nút phát hành và in. Nếu mà phát hành ở đây thì nó chỉ có phát hành luôn và nó sẽ không in. Còn ví dụ anh chị bạn phát hành và in này thì nó sẽ in ra một cái tờ hóa đơn nhá. Ở đây chỉ ví dụ này, ấn phát hành và in này. Thì khi mà phát hành và in này, đấy thì cái máy bot này nó sẽ in cho anh chị bạn là một cái hóa đơn bán hàng cho cái lần bán xăng dầu này. Đấy, thì cái hóa đơn bán xăng dầu như này. Thì trên cái hóa đơn này nó sẽ hiển thị là thông tin người bán ở bên trên này, và ví dụ như hóa đơn xăng dầu này, và bên dưới này nó sẽ là cái thông tin của bên người mua và cái số lượng xăng và cái thành tiền ở chỗ này nha anh chị bạn. Đó, thì thao tác nó khá đơn giản thôi. Đây là bán cho công ty ấy, thì mình sẽ cần phải nhập cái nội dung như này. Và khi mà anh chị bạn mà thực hiện bán xăng cho cái đối tượng là khách lẻ không lấy hóa đơn ấy thì nó đơn giản lắm nha anh chị bạn. Anh chị bạn có thể ấn cái này đi, ấn mũi tên để ấn đi nhá. Anh chị bạn gõ vào xăng 95 này, sau ví dụ khách hàng đổ 50, ấn P50, ấn in và phát hành, là nó sẽ in và phát hành cho anh chị bạn một cái tờ hóa đơn này. Thì có hóa đơn này là hóa đơn mà người mua không lấy hóa đơn này, thì anh chị bạn cũng có thể in, hoặc anh chị bạn muốn tiết kiệm chi phí không in ấy, thì khi mà anh chị bạn thực hiện thao tác bán 50.000 đây, anh chị chỉ ấn phát hành này thôi, thì nó sẽ phát hành, nó sẽ báo phát hành thành công như này. Thì có nghĩa là anh chị bạn đã thực hiện xuất hóa đơn cho cái lần bán xăng 50.000 này. Đấy, nếu mà anh chị bạn muốn tiết kiệm chi phí thì mình không in, mình chỉ in in cái hóa đơn này cho những cái khách hàng mà người ta là muốn lấy hóa đơn thôi. Thì khi mà anh chị bạn là thực hiện là in cái hóa đơn này cho khách hàng rồi, nhưng mà khách hàng lại muốn là lấy cái bản thể hiện file PDF hoặc file XML ấy, thì anh chị bạn có thể là hướng dẫn khách hàng tự là tra cứu nhé. Thì ở bên dưới cùng của cái tờ hóa đơn này nó sẽ có cái thông tin link tra cứu này và cái mã bí mật.
thì khách hàng của anh chị bạn sẽ truy cập vào cái link này và sẽ nhập cái mã số thuế bên bán của mình ở trên này. Và khách hàng của anh chị bạn nhập cái mã bí mật ở đây và sự kiện ấn tìm kiếm thì nó sẽ ra cái tờ hóa đơn ở trên cái hệ thống hóa đơn điện tử nha anh chị bạn. Đó. Thì về xuất cái hóa đơn từng lần bán với cái máy bot này thì thao tác nó khá đơn giản thôi nhá. Anh chị bạn nào mà mình có vướng mắc gì thì mình có thể là để lại comment, để lại bình luận ở dưới video này nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị bạn ở những video tiếp theo nhá. Xin chào.